Thôi, xin chào anh em đam mê âm thanh nha. Thì hôm nay mình lên cho anh em mình một cái video là cái cặp họng lo chung kèn bằng nhôm nha. Đó, họng lo chung kèn bằng nhôm. Thì thật ra cái mẫu này hồi trước là mình cũng có giới thiệu qua rồi, nhưng mà đợt này nó khác một chút. Là cái mẫu này là cao, cái này là 18 nè, cao 18 ha, còn rộng này là 39 ha, cao 18 39. Thì cái cặp này là mình thiết kế làm lại cho một anh, là hôm trước là anh có mua mình cái cặp này. Thì mua cặp này thì về mình đúng đúng của nó, đúng đúng bản chất của nó là họng này là họng 1.4 nha. Đó, họng 1.4, cái lỗ này nè nó là 3.5 phân, nhưng mà có nói trước với ảnh rồi mà ảnh nói là cái cũ trép của ảnh là lỗ này là 4 cm nha, lỗ thoát âm á, 4 cm. Thật ra 4 cm thì cái này 3.5 cm thì nó vẫn đạt thôi chứ đâu có sao đâu, nó cấn vô mỗi bên vậy là mấy ly à? Có 2.5 ly thôi, hai tại vì 3.5 cm còn của anh là 4 cm, thì mỗi một cái thành như vậy là nó cấn có 2.5 ly thôi. Mà anh về anh nghe anh nói không ưng, bây giờ yêu cầu trả hàng, không phải là trả hàng mà gửi hàng lại để em làm cái này ra 4 phân 2 ha, 4 phân 2. Làm như vậy thì nó hẹp cái cổ này nè, cho nên cái này là mình đã thuê thuê anh em là bên thuê anh em bên bên hàng xì á, đắp cái cổ này rộng ra, đắp lên 4 phân 5 phân lận, rồi về mình mới mài á, mài cho nó có cái độ cong cho nó đẹp nè, chứ không thôi người ta đắp lên xấu lắm. Mài cho kỹ cho đẹp vô rồi xong mới chùi rửa sơn phết rồi lại ra, mình sơn rất là chuẩn nha, không phải được về đâu. Hàng rồi á, hàng rồi thì cái mấy cái này nó bị bong hết đó rồi nha, mình phải tẩy đồ ra hết rồi mình mới sơn lại, cực lắm. Thì cái hỏi ảnh là có sơn mặt sau mà cho nó sần như này không, cho nó dạng giống như là cái này là sơn sần của gầm xe hơi nè mọi người. Đó nè, mình nhìn đây nhìn rõ hơn nè, đó sơn này sơn sần của gầm xe hơi ha. Còn mặt trong này là để láng nha, sơn này dạng như là sơn nhám mờ đó, nó láng chứ không phải là nó sần như vậy nha. Cái mặt này mà sần là thua đó nha, không có nghe được âm thanh đó. Đó còn mặt này sần lại tốt đó. Thì mẫu ở phía sau này là sơn của gầm xe hơi ha, chứ không phải sơn của cái loa nha, không phải sơn của cái thùng loa. Sơn thùng loa thì cũng được chứ không phải là gì, nhưng mà này cái mẫu sơn này là mẫu sần xe hơi ha. Đó thì cái đế này quên nói cái vụ cái đế. Đó, cái đế này là ảnh xài cho cái cũ JBL 100, con 100 á. Thì con 100 là cái lỗ này nó khác với cái lỗ 750 mà bên Nhạc Sống ha, nó rộng hơn, cho nên là mình cắt như thế này cho ảnh lắp nó hơi mấm mấm chút xíu nhưng mà vẫn chắc nha, vẫn chắc. Đó thì như thế này là đã đạt yêu cầu của ảnh rồi đó. Rồi mình làm xong này cũng gửi hàng cho mình là trước Tết đó, trước Tết Nguyên Đán bây giờ mình mới làm xong cho ảnh, đây không có thời gian mọi người ơi. Thì làm cho ảnh xong rồi sơn đồ cho đẹp luôn. Rồi hôm nay khô rồi mình quay video rồi mình giới thiệu cho anh em sơ qua à. Rồi gửi cho anh Tuấn ở ở ở Thủ Đức đó. Thì cái này nhắc lại cho anh em là chiều cao này là 18 nè, ngang này là 39,
Cá hậu này hả? Hậu này 22 nha. 22 23 gì đấy, 23 23. 22 chứ, 22. 22 cm nha. Hôm trước á thì anh yêu cầu làm cái này rộng 4 cm thì cái cổ này nó bị hẹp lại á. Thì mới đầu thì tính cắt trong đây. Cắt trong này để dời cái mặt bích này vô á. Thì đặng cho cái lỗ này nó rộng ra là 4 cm, nhưng mà nếu cắt như thế này thì khả năng là cái độ sâu nó không có. Sợ nó không hay. Mà nếu mà mua một cái ống nối á, nối cắt chỗ này xong rồi nối từ đây ra đây, ống nối như vậy á, thì đằng nào nó cũng phải cắt, cũng phải hàng, cũng phải mua ống nữa, cực lắm. Mà mình thuê thợ hàng á, hàng từ đây nè, hàng cao lên mấy ly á, 5 ly xung quanh nè, rồi mới rộng ra đây, rộng ra tới đây được nha. Đó, rồi nó u lên cục vậy nè, nó u vậy nè, nó u đều luôn. Xong mình mới mài, mình dùng máy mài mài con gốc lại. Đó, chứ họ hàng là không có con được. Mình mài cực lắm, mài xung quanh đây là rất là nặng, nặng công á. Ăn trái cái máy mài luôn. Mài mà xiết miết mà riết mà trái cái máy mài luôn. Đó. Rất là cực nha. Một cái yêu cầu nhỏ thôi nhưng mà làm lại rất là nhiều. Yêu cầu là cái lỗ này rộng 4 cm hoặc là 4,2 cm. Đó. Thì mình này mình làm cho nó rộng xíu đi. Giờ đằng nào cái lỗ của ảnh cũng là cái lỗ thoát âm của ảnh là 4 cm rồi. Thì 4,2 thì mỗi bên gì nó rộng hơn có 1 ly thôi. 1 ly thì rất nhỏ rồi mọi người. Đó. Chỉ có yêu cầu như vậy thôi mà phải làm lại hết. Gửi đi gửi về ha, rồi mướn thợ hàng, mướn đâu có hàng liền đâu. Mướn đi vô bữa đầu gửi dặn vậy. Xong rồi ổng yêu cầu bữa sau vô lấy. Đó, thì bữa sau vô lấy ông hàng có tới đây à? Sao được? Thì phải kêu hàng thêm ra đây. Đó. Hàng thêm mới trả tiền thêm. Đó, phải ra đây. Rồi từ đây mới là mình mới làm con ha. Về nhà mình làm con lại cực lắm. Rồi cái sơn này nè nó bấy nhầy hết đó à, bỏ hết cực lắm, bỏ hết, làm đẹp lại từ đầu ha, làm đẹp lại từ đầu rồi mới sơn, chứ không thôi là nó tróc lên, nó bông lên, nếu mình sơn không có được đâu, khó khăn lắm. Nhưng phải mà một cái yêu cầu nhỏ mà tốn kinh phí và tốn công sức rất là nhiều thời gian nữa, nhưng mà do ảnh đam mê, ảnh chấp nhận cái chuyện đó thì mình làm thuê mà, thì ảnh thuê thì mình làm theo yêu cầu của ảnh thôi, chứ ảnh cũng chưa có nói gì mắc rẻ ha. Rồi thì cái cặp họng này mình giao cho anh Tuấn ở Thủ Đức ha. Rồi anh em nào thấy cứ liên hệ với mình, cái mẫu nào đó ưng ý mẫu nào thì này là trung kèn nha, dành cho anh em dân chơi hay em nha, này để rời rất là đẹp nha. Để rồi cho nên sơn, cố gắng sơn cái mặt này là sơn chống ồn của xe hơi nè. Đó, rất là đẹp nha. Rồi thì giờ mình kết thúc video tại đây nha. Anh em nào yêu quý nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn anh em.